Rồi. Cô tỷ lệ. Hy vọng nha. Con này lên 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 cho nó xong luôn này. Rồi. Phong thủy, phái phong thủy. Rồi. Ném cái đầu tiên luôn kìa. Ôi xong nó biết bài mình rồi. Ném đi, ô nó bị đơ luôn hả? Phái đái kìa. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên con game Musician 2 SS2.vn nha anh em ơi. Thì mấy hôm nay mình đang lên cho nó set đồng xanh. Thì hôm nay có gom thêm được hai món ngon nữa rồi. Đây. Tay và cái nón nha. Vậy là cái set đồ của mình là cũng tạm tạm rồi. Cũng được ba món 4 năm rồi. Còn hai món 5%. Để săn được, nếu mà được nó thì mình đổi luôn. Và hôm nay mình sẽ úp đồ cho nó, úp cho nó lên 11 trước. Và cái kỹ thuật mới. Có nghĩa là bây giờ lâu nay á, mà là mình chỉ đập cái này xong đập cái kia, cuối cùng nó về cái máng lợn hết. Nên bây giờ là mình phải chơi chiến thuật mới, có nghĩa là úp lên 11 hết, à mình đập một món. Đập một món khi nào mà một món nó lên 13 thôi. Rồi với quay qua đập món khác thì mấy món kia nó vẫn còn 11. Kỹ thuật này là nó mới an toàn anh em ơi. Với lại đến lúc mà có đi PK mình còn PK được. Cứu đập cứu kia là toàn hết. Đập cứu kia là đến lúc mà đi về không hết đi PK ăn hành sắp mặt luôn. Rồi. Giờ tất cả mình sẽ hôm nay sẽ cho lên 11 hết. Bây giờ đang được có cái kiếm với cái này. Kiếm với lại cái chân là mình 11 phải không? Thì hôm nay mình sẽ cố gắng cho full set 11. Xong đó là sẽ đập từng món một. Chứ là ví dụ như lên hết 11 rồi đập một cái kiếm, khi nào cái kiếm lên 13 xong mới đập cái khác. Còn mấy cái kia thì vẫn để 11. Thế còn đi PK này kia được. Kiểu giống như lâu nay là toang. Rồi thì, hôm qua nó mới bảo trì á. Hôm nay treo anh em treo mới được ít à. Săn ngọc tới buổi sáng. Khá là rẻ. Đây mình mới gom một mớ ngọc luôn ăn buổi sáng nha. Anh em treo dậy gom lại đi treo á, treo bán á, có đồ rẻ hơn. Hai phải đi săn đồ ngon thì anh em mới đi vòng vòng giống như David Át á. Rồi đó, máu mà còn phải để trong dương là anh em biết rồi, sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi. Tại vì bên server 1 là nó không có bán máu nha, không có ở PC bán máu tôi hàng đấy. Rồi giờ là sẽ đi cho hai cái này nó lên 9 trước nha. Đây 9 thì dễ không, mà lần nào nó cũng dễ không á, còn toan. Rồi cố gắng hôm nay sẽ cho nó lên 1 xong đó rồi mới sẽ tiếp chơi cái bài ăn chắc mặc bền anh em, toàn hết rồi. Ấy da cháu này biết ngay mà, lần nào nó cũng dễ là toàn à. À man, à nó toàn cái lúc mà lên 9 không ấy. Coi đập canh này, mình là mình đập đủ thể loại rồi, lên rồi một món. Nằm cũng có mà đập đứng cũng có rồi, đập ngồi cũng có rồi. Rồi đó à, e nó phải sao ta, sao thì cái lúc này là nó lại là một cái tiền đề nha mày.
Để hơi căng à. À mẹ 3 viên B, 30 viên B bốc hơi. Đó. Đóng chậm. Chậm hay nhanh cũng vậy. Rồi, 30 viên B bốc hơi nha. Ít thôi mà khó khăn dữ ta. Tám này tắt đi nè, về không này, ui ngon lành rồi. Rồi xong bước đệm một rồi đấy, đập lên 10 hả? Không, nếu mà đã chính thuật bạch ra từ đầu là mình cũng phải bạch làm luôn. Nghĩa là đập mon mót nào lên 11 xong rồi mới đập mót khác. Mót bằng lên 11. Mới này là đã không bị toang như vậy. Ô 4 cái bổ trao luôn. Cộng 10 thì mình chỉ bỏ một pin thôi. Tỷ lệ thôi. Để chơi nó nha, đập từ đầu đến đít nha. Ấy, xong rồi lại móc nhầm rồi. Đang gom cái bộ này anh em ơi. Rồi. Nó có phong thủy. Phong quân nhà bà thủy. Đấy, hơi bị là lạc lạc trôi ha, ở chỗ nó hai cái ai ui thằng Phong con nhà bà Thủy trai thế mà một ông con nhà bà Thủy mà kết hợp với thằng Thời con nhà ông tới nó thì thôi rồi lên dĩa một mười thôi phải ăn cả. Rồi. Người mà canh ngon gì lắm. Vừa thằng Thời con nhà ông tới mà thằng Phong con nhà bà Thủy nữa. Đấy. Được. Rồi. Một nè. Ui giời. Lại đẹp. Rồi. Tâm là full 11 hết cho nó. Nó đỡ bẩn, nay đi bị ăn hành quá. Xong rồi, xong rồi. Cái bài hả ta? Tiếp theo cái rồi bột bùa bỏ vào táng luôn này à, nó về không luôn kìa. Ổn rồi, không ổn rồi, toàn giữ ta đổi thử xem, thử đập cái tay thử xem nha. Món nào lên ít nhất
À được không, được không, được được được, làm lại đây lại chính còn hết, còn hết nó lại về như cũ rồi. Cộng 10 với cộng 1 chơi giống như chưa đi đập bạch. Ui, xong rồi. Tiếp tục đốt ngọc anh em ơi. Căng thế nhờ. Đấy. Giờ sẽ coi nào. À mình mới đổi tên lại nha anh em ơi. Tên kia nhỏ quá, mình đổi thành đổi thành cái đổi thành Việt Nam năm một ngày xưa bắt dạy cái trâu quá. Phần này để xài. Men. Ngon đấy. Rồi. Rồi. Chơi tiếp nha anh em ơi. Giờ mình chơi lần lượt đi. 10 với cộng 10 chơi lần lượt. Rồi, 4 phát. Coi không biết lên nói không đây. Tập từ đầu đến đít này. Nào nó lạc loài đi. Đang luôn thử. Cái đầu tiên này. Ui, ngon, 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 ngon. Chơi cái đào đi, chơi đi. Cái đầu tiên tác luôn này, ui. Bài mới cũng đi ngon, bài mới cũng đi ngon anh em ơi. Ai đáng thật. Bài mới, bài mới, bài mới. Lên cộng 10 hết nha, lên cộng 10. Rồi. Quần. Cái quần què. Trước đây. Bài mới có khi này, ui bài mới có khi ngon này, bài mới có khi ngon này, ngon 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 ngon. Rồi cái áo vào, chơi cái áo, chơi cái áo, chơi cái áo. Em sai bài hả? Sai bài nó cũng lại biết ngay mà sai bài. Sai bài, sai bài, không sao không sao không sao, mình lô được, mình lô được anh em ơi, cứ từ từ, cứ từ từ. Đó không phải có mâm tôm, từ 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 từ. Lên 10 hết rồi, đến lúc mà mình lên chắc là cho cái kiếm với cho cái
hai bài này, sang hai bài, đúng rồi. Đọc đi, đọc đi. Dễ mà. Rồi. Lên 10 hết rồi phải không? Rồi còn còn cây kiếm. Queen. Cái đầu tiên nữa ta. Tôi xong rồi. Kiếm là to, kiếm là to. Để coi, để coi. Đô được nha anh em ơi. Mình nằm trong cái tầm quá. Chơi nào đây? Đập cái win, win. Đó với đập. Xong rồi còn 2 mét rồi, coi à, coi à. Không. Cái gì vậy? Ôi. Sao nó là cái tiền đề cho cái win nó lên anh em ơi. Nó là cái tiền đề cho cái win lên mà. Đủ vậy đó. Chào ngáo hả? Mình chủ vậy đó, mình chủ vậy đó. Ngon 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 ngon, lên 10 lên 10. Giờ là phải đập cái kiếm lên 10 lại. Đập cái kiếm lên 10 lại. Xong xong rồi lại mới chơi chứ. Đúng bài là nó phải như vậy. Kiếm nó xịt là nó là một cái tiền đề. Rồi, rồi. Ai tính chơi thêm một con MG hoặc một con sâu nữa anh em, thích chơi con nào anh em ơi, có đủ khả năng để mình chơi thêm một con nữa, khả năng tiến. Rồi vào chơi chứ chắc cú đã. Rồi tin tăng luôn này, cái đầu tin tăng luôn này. À, ngon lành, ngon lành, ngon lành. Như vậy là đã full 10 nha anh em ơi. Full 10 và hai cái 11. Thì bây giờ mình mới bắt đầu chơi cái chiến thuật lúc đầu mình nói nè. Nghĩa là phải đập một cái lên 11, xong rồi mấy cái kia mình mới đập lên 11 sau. Đấy. Bây giờ mình lựa cái nào trước? Cái nón. Nón là cái tiền đề. Cái đầu tiên tăng luôn. Cái đầu tiên tăng luôn. Được rồi, được rồi, được rồi, đúng bài rồi. Rồi, đập từ đầu đến đít nha. Đập từ đầu đến đít, đập từ đầu đến đít. Ôi, ngày hôm nay ngon anh em ơi. Thời đấy, thằng Thời mà nó đi với Thời con nhà ông Tới mà nó đi với thằng Phong con nhà bà Thủy thì thôi rồi. Phải cả đấy. Rồi, là phải làm thêm một phát nữa. Cái phát bùa nữa. Học tỷ lệ nữa. Phải chơi chắc cốt. Cái máng lợn lắm. Mấy hôm trước là mình chơi theo chị là vua lì đòn. Nó toàn về kế mình cái máng lợn. Thì gì nói. Rồi. Chờ đi nha, 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 đi. Đó.
có sao về cho nữa, chào hai viên phải không? Hai cái này đi đã, giờ là chơi cái quần phải không? Cơ mà ui ông lành ngon lành ngon lành rồi full 11 full 11 ở đâu còn cái tay nữa mà ông nhà bà Thủy ơi con nhà ông tới con người quen. Sai bà sai bà sai bà con rồi bây giờ phải lên cái cánh gấp anh em ơi, cánh gấp cái cánh gấp chào giải chào cái đã. Để nó khó lên được rồi. Đầu tiên đã luôn. Ui thôi xong cái thứ hai rồi. Nó nhập pha đấy xong nhầm nhầm cái thứ hai ta. Cái đấy là nó vô cái thứ hai luôn rồi. Rồi sai rồi lại. Công cành rồi anh em ơi. Công cành vãi cái đấy rồi. Nó lại là cái tiền đề cho cái kiếm nó lên anh em ơi, cái kiếm nó lên, cái kiếm nó lên. Để cho cái kiếm lên mà. Tại chỗ ai là hai món rồi đó. Còn nó rồi đẹp rồi, đẹp rồi này, đẹp rồi này, đó tuyệt vời tuyệt vời. Cái xôi nó đi theo cái thằng ăn trộm rồi. Ui, thôi xong vô nó vẫn vậy anh em ơi. Là vãi trưởng cái đây quen thuộc rồi. Cái tay nó đi theo cái thằng ăn trộm rồi, vậy là cái tay nó vẫn là bản năng anh em ơi. Đó. Xong rồi. Cái tội móc anh em ơi. Móc lúc nào nó cũng đen hơn đấy nhá. Đấy, cả đấy thật. Làm sao mà đấy được, cộng 9 vào móc vào từ cái tay móc luôn. Tháng luôn. Cái đầu tiên tháng luôn. Tháng luôn.
rồi, tuyệt vời. Có thêm rồi. Cái đầu tiên tán luôn, cái đầu tiên tán luôn, không bao giờ, không bao giờ. Rồi. Vậy là còn hai món này nó phải không ta? Để dò lại coi. Rồi, cái này. Ê. Cái này nó phải lên 11. Cái đầu tiên tăng luôn. Cái đầu tiên tăng tuyệt vời anh em ơi. Ôn rồi, sắp ôn rồi, sắp ôn rồi. Thôi, còn cái win này nó thật khó lên. Không, mới cần phải không? Cái đầu tiên. Cái đầu tiên tao. Lại không không thì. Ý cái pha đó chứ quyết định không phong thủy hay thật. Sao không sao không sao sao mình lôi được một cái này lên 11 mà. Đó, rồi. Chút nữa. Lạnh lùng hả? Cái đầu tiên tao luôn. Ui, nó bị có tay. Mình vội á. Hay mà. Tăng luôn thử xem nha. Ủa bảo tăng luôn thử. À, được rồi. Bài hết rồi. Tôi xong rồi. Hết ngọc rồi. Buộc lấy được 11 full. Hồi nãy mình chơi phong thủy từ lúc đầu thì là đúng bài rồi. Vậy ba được không? Rồi. Rồi. Cái bùa. Cái lúc 3-10 đấy mình phong thủy là lên 11 rồi. Còn không đào đi là đẹp chơi nữa này. Ui, lên cộng 10. Ui. Sao đồ thế? Bên ạc 800k anh em ơi. Vỡ đó.
Rồi. Cô tỷ lệ. Hy vọng nha. Con này lên 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 cho nó xong luôn này. Rồi. Phong thủy, phái phong thủy. Rồi. Ném cái đầu tiên luôn kìa. Ôi xong nó biết bài mình rồi. Ném đi, ô nó bị đơ luôn hả? Bái đái kìa. Bái đái kìa, ui hên quá. Như vậy là lên full 11 rồi anh em ơi. Rồi, nó đúng theo tiến trình rồi. Gặp cái nào hả? Ồ, ngân đi. 11 trước thì đã. 11 trước đã, full 11 trước đã. Rồi, thời ổn rồi anh em ơi. Giờ mình sẽ nhích từ từ lên. Đó. À. Cả người thì chỉ có một cái này là lên lên là lực 3 thôi. Đâu là 11 hết. Cái một bây giờ là đập một cái là khi nào mà lên 13 thôi. Đó. Mấy kia vẫn chưa để lại. Nó chắc cốt có là to. Một đẹp trai hơn không? Ai cho anh em xem. Một trai hơn nữa. Khác hơn kìa. Quá đỉnh. Ui kìa. Làm cho em mô hình. Đấy, tính nè. Này đẹp lắm anh em ơi. Để mình đi mua cho nó cây đồ long đao. Ở đâu đi này có ông bán đồ long đao mà không. Úc tạ. Lúc nào cây 12 đi đâm đâm nhau thử chứ. Về không? Cái đấy là cây anh long đao của con vũ. Bot con mít bot gm mở như vậy. Ấm đọc đao đâu, đồ long đao đâu. Đang bưu sắc thật. Mình thích chơi thêm một con, một là con sâu, hai là chơi con MG. S4% con MG. Thôi, video này mình lại xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Thế hay cho mình một like và đăng ký kênh nha các bạn. Bye.